Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi, hay quá. Ủa gì hả? Ủa gì ba mẹ là người? Ba là người gốc Đức. Nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi. Và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Là nay được 8 năm. Dạ, 8 năm hơn. Như vậy á, đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm. Nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ. Từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách. Thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào. Thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó. Thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em. Thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy, ồ ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời lúc đó em muốn giật cái card lại ra luôn mà hết đường ra hụt hẫng hụt hẫng. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Nguyên gặp nhau mấy lần. Nhưng mà Nguyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình và không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Nguyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức. Thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh ấy, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó, cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ.
Thì cô đó, cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì. Dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50 ngàn. Nó giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng. Ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá. Bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại. Và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Nguyên. Và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Nguyên đến trước. Đến trước em. Dạ, yeah, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, yeah. Ý như là Nguyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ, em cố tình, không, em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự. Thì ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì em cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu 1.5 năm tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp á, là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau. Thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi, có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận, lên em cũng không biết ai, em lọc ra em thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quất. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nói chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn, và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng, và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ổng quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ổng hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói gì em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi.
ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lung bùng lỗ tai, em nghe không được. Em nói anh ơi, giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? À, Eric. Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Chết rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươi dạ có coi. Nhiều lắm, nhiều. Trời lắm. Ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống cái để cái vòng tròn vậy đất, cái còn đi ra bước ra à. Và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi à. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng về, cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói là anh xin lỗi em. Xong em thấy tội hay em tha thôi, nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyên có thật xấu gì không? Dạ anh có tội gian không? Bởi vì Quyên có nhiều thật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Ừ, mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Ừ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Và đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn gì nữa? Mê ngủ. À. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một người giống như con khùng. Lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Không nói gì, nếu nói Quyên không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại. Có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ. Giống dây nhắm. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám cui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa. Để tốt cho sức khỏe. Sức khỏe. Rồi còn Nguyên, Nguyên muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thật ra với vợ chồng của Nguyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc.